trước đây chúng ta sử dụng một không gian văn phòng, khán phòng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái không gian là để chúng ta chụp ảnh, chủ yếu là chụp ảnh. Đến đây là giao lưu với nhau và cùng nghe những cái thông tin mới nhất của chúng ta trong năm 2021-22. Quý vị đã thấy được thì ngày hôm nay tôi chính là khách mời thôi ạ. Tôi là khách mời chứ không phải là tôi đại diện tổ chức buổi này. Ngày hôm nay tôi là khách mời của nhóm anh Công. Đấy. Và khách mời có nhiệm vụ là trước khi ăn phải phát biểu một bài. Đấy. Cho tôi chào lại là lớn quý vị ạ. Tất cả anh em chúng tôi là cây nhà lá vườn, cũng không phải là diễn giả, cũng không phải là người chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ làm thực sự chúng tôi làm bằng những hành động, bằng quyết tâm. Tôi thì nhà tài trợ từ năm 2016 quý vị ạ. Và từ lúc đó gần như là nó rất sơ khai ở Việt Nam. Ở đó mà chúng ta nói chuyện về câu chuyện về cổ phần thì gần như mọi người đều lắc đầu. Đấy. Và rất là khó khăn, chúng ta phải thay đổi về thói quen đầu tư và cái tầm nhìn của những nhà tài trợ. Và cũng chúc mừng tất cả quý vị là trong khoảng 3 năm vừa qua thôi thì chúng ta đã chứng tỏ trên thị trường của chúng ta. Và chúng ta phải được một số anh em đánh giá là chúng ta phải là một trong những cái đơn vị mà tại Việt Nam là mạnh. Và chúng ta không phải là mạnh mỗi tháng, mà chúng ta mạnh trong rất nhiều năm. Đã 3 năm nay rồi chúng ta mạnh liên tục. Và chúng ta cũng không cần phô trương, chúng ta cũng không cần quảng cáo. Và chúng ta cũng không cần phải tổ chức hội thảo bằng mầm. Đấy. Nhưng tất cả mọi người ở đây là người ta cảm nhận bằng thực tế. Đấy. Thì ngày hôm nay tôi nói với quý vị là dạ, lĩnh vực giao thông là một cái đề tài mà gần như các quốc gia người ta đau đáu trong đầu. Một ngày thì quý vị đã thấy rằng gần như một ngày là tỷ lệ tai nạn là để mình chết chóc ấy, một ngày là rơi vào khoảng là trên 3.500 người một ngày. Và theo thống kê thì một năm nó rơi vào khoảng là 1.5 triệu người một ngày, à một năm. Đấy, là quý vị đã thấy nhìn thế này ạ. Đấy, quý vị đã thấy. Vâng. Quý vị nhìn rõ không ạ? Vâng. Thì một năm chúng ta bị thiệt hại, hàng năm là chúng ta thiệt hại là khoảng 50 triệu người bị ảnh hưởng do vấn đề tai nạn mỗi năm. Và kéo theo kinh tế của chúng ta thiệt hại là một năm là khoảng 1.500 tỷ mỗi năm. Nếu mà một bài toán chúng ta tính khoảng 100 năm thì quý vị thiệt hại rất là nhiều. Ví dụ trong khoảng 100 năm chúng ta có thể là mất khoảng 15.000 tỷ đô la mỗi năm, trong 100 năm. Như vậy con số rất là nhiều. Tai nạn cũng rất là nhiều. Ảnh hưởng bị tai nạn cũng rất là nhiều. Và thiệt hại của kinh tế rất là nhiều. Chính như vậy là dạ, có một nhà khoa học, ông này muốn tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao thông mới. Một cuộc cách mạng. Và cuộc cách mạng này gần như là rất là khác. Với mục tiêu của ông ấy là dạ, thay đổi phương thức giao thông hiện tại. Đó là thông minh hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, tiết kiệm và an toàn hơn rất là nhiều. Và cái đề tài ở đây người ta nói là dạ, cái đề tài này cực kỳ lớn. Đây là một cuộc cách mạng. Và cuộc cách mạng này dạ, cần phải có toàn dân, chứ không một mình cá nhân đi làm được. Đấy. Chính như vậy là chúng ta chung tay, ngày hôm nay chúng ta chung tay cùng với một ý tưởng táo bạo này để đưa một lĩnh vực, một sản phẩm giao thông mới ra ngoài thị trường. Và ngày hôm nay chắc chắn là tí nữa quý vị sẽ thấy là năm 2021-22 là một năm mà chúng ta gặt hái. Là một năm là quả ngọt của chúng ta bắt đầu đã xong rồi. Và năm nay là sẽ là một năm mà thương mại chúng ta sẽ thấy. Và sới quay tại Việt Nam sẽ bùng nổ như thế nào. Đấy, cho tôi chào tay để tự tin nha quý vị. Những việc chúng ta cần làm trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Thứ nhất, ban đầu là chúng ta cần phải cấp vốn để người ta phát triển dự án. Bước thứ hai là chúng ta cần phải xây dựng những khu sản xuất, nhà máy, văn phòng, thuê nhân viên, tất cả mọi cái như vậy. Tất cả đều phải cần tiền. Đấy. Và đầu tiên chúng ta xin cấp vốn, sau đó chúng ta xây dựng nhà máy, văn phòng, nhân viên. Vấn đề thứ ba chúng ta cần làm là tạo ra một cái sản phẩm thực tế, chứng nhận thực tế và xuất ra ngoài. Vấn đề thứ tư nữa chúng ta làm là tìm kiếm song song cái việc đó. Trong quá trình hoàn thiện chứng nhận sản phẩm, chúng ta cần phải tìm kiếm những hợp đồng
các đối tác cái công việc chúng ta cần làm. Một việc nữa chúng ta cần làm nữa đó là gì ạ? Cuối cùng sẽ là thương mại sản phẩm trên toàn thế giới. Và dự kiến kế hoạch này nó trải dài khoảng từ năm 2014 đến năm 2021, tức là năm nay là năm mà chúng ta sẽ đưa sản phẩm ra thị trường. Và chút nữa quý vị sẽ cảm nhận cái điều đó. Đây, chúng ta kế hoạch của chúng ta rất rõ ràng. Trong quá trình 15 giai đoạn chúng ta thu hút vốn như thế nào, mỗi giai đoạn giá cổ phần nó ra làm sao, thì quý vị đã thấy là từ giai đoạn 1 là cổ phần của chúng ta là xuất khoảng 1,5 tỷ cổ phần, và giá chiết khấu tại thời điểm đó là rơi vào khoảng 250 đến 1.500 cổ phần, tức là một đô mua được 1.500 cổ phần, tức là rất là rẻ. Thời điểm đấy tôi nói quý vị là bảo quý vị đầu tư, quý vị cũng không đầu tư được, bởi vì sợ rủi ro, bởi vì người ta chưa chứng minh được bất kỳ gì hết. Đấy. Và hiện tại quý vị đang trong giai đoạn này là quý vị đang về đích này ạ. Đấy. Ngày hôm nay năm 2021 chúng ta ở giai đoạn chiết khấu là từ 25 đến 50, tức là một đô mua được 50 cổ phần. Đấy. Và chúng ta còn giai đoạn 15 nữa là chúng ta kết thúc quá trình khởi nghiệp. Và theo dự đoán là năm nay có khả năng là chúng ta sẽ kết thúc. Thực sự là năm ngoái là chúng ta không dự định kết thúc, nhưng bởi vì là đại dịch cho nên chúng ta mới bắt đầu là tiếp cận đại dịch, chúng ta chưa thể ấy được. Và năm 2021 chúng ta lên kế hoạch là ra ngoài thị trường. Sau khi ra ngoài thị trường chúng ta sẽ có những khoản lợi nhuận và sẽ có những khoản cổ tức. Đấy. Sau đó là chúng ta cũng sẽ làm thủ tục cho cái việc IPO mà thôi. Được chưa? Trước khi tôi muốn quý vị hiểu rõ về cái tập đoàn Segway như thế nào. Và tập đoàn Segway viết tắt là GTI là công ty mẹ Global Transfer Investment, sở hữu 400 tỷ cổ phần. Và chúng ta phân ra là 15% cho R1, nắm giữ R2 là 18%, R3 là 36,67%. Và những công ty holding này là những công ty không tham gia trực tiếp vào vấn đề sản xuất hay là thương mại, mà là công ty nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, chỉ nắm có chức năng là nắm giữ cổ phần để giảm rủi ro cho chính những nhà tài trợ. Đây. Còn 2% nữa đó là trong quỹ RCG của chúng ta, và quỹ này sắp tới chúng ta sẽ cho ra đời cái quỹ này, và quỹ này sẽ dành cho tổ chức và nhà đầu tư lớn 2%. Tất cả các cổ phần là giống nhau. Được chưa? Còn lại là 28% trong Unicai Corp, tức là cái công ty này là do nhà sáng lập tạo ra và bảo vệ nhà sáng lập tránh những tình trạng như là thâu tóm, chuyển nhượng. Và khi có dấu của công ty này thì cái việc chuyển nhượng của chúng ta mới là đúng, quý vị ạ. Tất cả những cái công ty hoạt động về tài chính nắm giữ cổ phần đều được BVI giám sát, và các mã số giấy tờ của chúng ta đều rất là đầy đủ trên BVI. Và một, tôi nói quý vị là những công ty giao dịch về tài chính sẽ cần một cái công ty giám sát tài chính và vệ cấp phép giám sát. Gần như trên thị trường mà chúng ta đang hoạt động như là tài chính nói chung ấy, là gần như là chúng ta sẽ không hiếm có những cái việc mà giám sát của ủy ban tài chính nào. Đấy. Và hiện tại quý vị sẽ thấy là Segway tất cả đều được có những giám sát của ủy ban tài chính. Và công ty chúng ta đang thực hiện dưới dạng một khoản vay, không phải là chào bán cổ phần, mà cái việc tài trợ của cổ đông dưới dạng khoản vay chuyển đổi, và công ty sẽ đảm bảo một cái cổ phần để tương ứng với khoản vay đó. Đấy, thông qua hình thức crowdfunding trên toàn thế giới, và mọi người dân trên toàn thế giới có quyền được tài trợ vào doanh nghiệp. Đấy quý vị ạ. Đây, chúng ta sẽ thấy là công ty hoạt động thực tế vừa rồi là các công ty nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, và công ty đấy không tham gia trực tiếp vào vấn đề là sản xuất hay thương mại mà nắm giữ cổ phần thôi. Chính vậy là chúng ta cũng không cần phải thuê mặt bằng hay là nhân viên trong công ty đó làm gì cả. Và đây là những công ty hoạt động thực tế, đó là Unicai Sin Technology, và công ty này ở Minh, Beirut, và chúng tôi đã có thời gian tham quan công ty này rồi. Đấy. Công ty thứ hai của chúng ta đó là công ty GreenTech, hiện tại bên nằm ở UAE và đang hợp tác với chính phủ UAE để mà thực hiện dự án tại UAE. Đấy. Công ty thứ ba của chúng ta đó là một cái công ty
chuyên về gọi là OTC hay là thay thế tên lửa đẩy ấy, gọi là vũ trụ ấy. Công ty thứ tư của chúng ta đó là công ty về chuyên về ô tô điện. Và xin chúc mừng tất cả quý vị là năm 2020 là chúng ta đã có chứng nhận để phương tiện này lưu hành và sản xuất hàng loạt rồi. Chúc mừng quý vị ạ. Một công ty nữa của chúng ta đó là công ty chuyên về sản xuất máy bay không người lái, tạo ra một cái máy bay không người lái. Và cái công ty này chúng ta đang hiện tại đang kết hợp một đơn vị để mà sản xuất riêng. Đấy, đây là những cái công ty mà hoạt động thực tế. Và quý vị có khả năng là quý vị sẽ đến những công ty này, quý vị sẽ thấy là văn phòng, nhân viên, tất cả mọi thứ. Chứ quý vị đến những cái công ty nắm giữ cổ phần thì quý vị sẽ không thấy đâu, bởi vì họ có chức năng là chỉ nắm giữ để kiểm soát doanh nghiệp thôi. Đấy, quý vị thấy chưa? Và năm 2020 chúng ta có những cái hai chứng nhận mới. Đó là chúng ta lọt vào là vòng chung kết cuộc thi nghệ thuật đầu tiên ở không gian, ở nghị viện, là Gaudia. Một cái giấy chứng nhận thứ hai của chúng ta là đóng góp vào sự phát triển là trạng thái không gian. Đây là hai cái chứng nhận mới của chúng ta. Trong năm 2020 tính đến thời điểm này là chúng ta có hơn 160 bằng sáng chế và nhiều kiểu dáng trong công nghiệp khác nhau. Và chúng ta có 26 bằng sáng chế mới nhận được năm 2020 ngoài cái 160 bằng sáng chế. Đấy. Năm 2020 thì có rất nhiều hãng truyền thông chúng đã đưa tin về Segway, ca ngợi về Segway, và đặc biệt là thậm chí là có cả Việt, trong Việt Nam. Trong mấy ngày vừa rồi đấy, quý vị thấy là gần như là trên mạng xã hội, gần như là các diễn đàn, là rất nhiều cái hãng truyền thông người ta đưa tin về công nghệ này của chúng ta. Đấy, quý vị đã thấy năm vừa rồi. Và đặc biệt tại năm 2020 là có rất nhiều phái đoàn đến thăm công ty của chúng ta, không trực tiếp tới thăm Beirut được, mà chúng ta họ đã trực tiếp sang UEA để thăm công ty của chúng ta. Và rất nhiều buổi họp của chính phủ, họp Zoom, họp trực tuyến để nói về công nghệ của chúng ta. Đấy, có rất nhiều cái buổi làm việc của họ. Đấy. Đấy, rất nhiều phái đoàn của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta hiện tại bây giờ đang là một phần, tức là chúng ta được là chuyên gia của Liên Hợp Quốc. Tức là cái phần này là quý vị đã thấy đấy ạ. Năm 1998, chúng ta được một khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc về vấn đề là tái định cư con người. Tức là dạ, sẽ đưa dân ra những từ cái thành phố đô thị lớn đến những cái nơi mà ở đó là dạ, tòa nhà thông minh hơn, thậm chí là không có đường cho ô tô chạy. Và chúng ta là một chuyên gia trong cái phần của Liên Hợp Quốc và được Liên Hợp Quốc công bố trên tạp chí. Đấy. Chúng ta có rất nhiều cái đối tác lớn đã làm việc của chúng ta từ năm 2020, là bao gồm các công ty như là công ty chế tạo máy, công ty phần mềm 3D, một phần của Liên Hợp Quốc. Rồi năm 2020 rất vui mừng đó là gì ạ? Hiệp hội các nhà đầu tư Ukraine cũng đã giúp đỡ chúng ta. Đấy, chúc mừng chúng ta. Kế hoạch năm 2021, vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình là năm 2020 thực ra chúng ta có rất nhiều cái thông tin, nhưng vừa rồi là một số cái thông tin điển hình của năm 2020. Và sẽ có kế hoạch năm 2021, chúng ta đang rất là mong muốn chào đón năm 2021. Và đây là vợ ngài Junichi, cũng là tổng giám đốc công ty Junichi Technology. Và theo báo cáo của bà thì cuộc mốc quan trọng của năm hai nay đó là sự chuyển đổi từ giai đoạn sản xuất thử nghiệm sang giai đoạn sản xuất hàng loạt. Xin chúc mừng chúng ta đấy ạ. Tức là sản phẩm của chúng ta là bắt đầu chuẩn bị kết thúc giai đoạn thử nghiệm và chuyển mình sang một giai đoạn thương mại. Và khi mà sang giai đoạn thương mại thì chúng ta bắt đầu là có những doanh thu và lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ có những công bố nào? Năm 2020 chúng ta bắt đầu ra hai mẫu xe. Một loại là mẫu xe chở khách, thì chúng ta có dạng là Unica chở 6 người và Unibus chở
chở 8 là 48 người. Đấy, hai mẫu xe mới. Và dòng xe chở hàng thì chúng ta có container có chở được sức nặng là khoảng 25 tấn. Giá của nó là 0.01 đô la trên 1 tấn hàng trên 1 là km. Rất là rẻ quý vị ạ. Rẻ không ạ? Cho chúng ta chạm vào tay. Và cái này gần như là chúng ta, các sản phẩm này của chúng ta là rất ưu điểm. Thứ nhất là giá rẻ. Thứ hai, cái kho bốc dở mọi thứ của nó là rất là tự động. Đấy, là không cần phải có người, có trí tuệ nhân tạo cho bên trong của đấy. Đây là cái điểm nổi bật của chúng ta sẽ chiếm một phần trong logistics hàng hóa. Và cái sản phẩm chúng ta chiếm gồm có nội đô, liên tỉnh, logistics. Đấy, và nó sẽ là một trong những sản phẩm mà đem lại doanh thu rất lớn cho chúng ta sau này. Quý vị, chúng ta trong năm 2021 này chúng ta sẽ có những sản phẩm thương mại đầu tiên như sau. Đây, Unilite là một trong những sản phẩm mà chúng ta sẽ thương mại đầu tiên trên thế giới. Và cái sản phẩm này chúng ta trực tiếp sẽ làm tại công viên Ecotec Park của chúng ta, khu sinh thái của chúng ta. Và đây là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ thương mại đầu tiên tại Beirut, quý vị ạ. Đấy, và khi mà sản phẩm thương mại đầu tiên thì chúng ta sẽ có bắt đầu là có những doanh thu rồi. Là cái cây của chúng ta bây giờ đã ra trái, hái quả và chuẩn bị là xuất cái quả đó rồi. Thì những người đồng tài trợ của công ty sẽ được chia lại những cái lợi nhuận mà công ty người ta thương mại. Chúc mừng chúng ta và chào tay đại lớn quý vị. Tiếp theo sau những cái sản phẩm này chúng ta sẽ có hàng loạt cái hợp đồng tiếp theo. Một trong những dự án mà chúng ta cũng được là công bố gần đây nhất nữa, đó là sản phẩm mà chúng ta ở tại là Khôn Pha Kha, là tại khu vực UEA. Tổng chiều dài của cái đoạn này là rơi vào khoảng là 10,6 km. Gần như là mọi hợp đồng của chúng ta, gần như là công ty chúng ta công bố rất ít. Nhưng trừ khi là đối tác người ta công bố thì chúng ta bắt đầu mới lộ ra những cái thông tin như này thôi. Và tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều cái hợp đồng mà chúng ta chưa công bố. Đây là đối tác người ta công bố trực tiếp, người ta công bố trên Twitter của người ta. Một cái hợp đồng tiếp theo rất là lớn, đó là hợp đồng trị giá khoảng 130 km, chiều dài 130 km. Và cái đoạn đường này là quý vị sẽ thấy là từ cái khu mà xa ra đến cái khu cảng là khu Phan Ca của chúng ta. Ở cái khu này chúng ta có rất nhiều hợp đồng. Và một dự án của chúng ta là 130 km này thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang xây dựng cái điểm đầu tiên, một trong những cái điểm đầu tiên để thực hiện cho cái dự án tiếp theo này. Quý vị ạ, 130 km thì cái dự án nó rất là lớn. Trung bình là 1 km ở khu vực này nó rơi vào khoảng là 10 triệu đô đến 20 triệu đô trên 1 km đường. Thì quý vị nhân lên là 130 km này thì nhân với cái giá như vậy là chúng ta có một dự án rất là lớn. Và chúng ta hiện tại bây giờ đã có 2 năm kiểm toán rồi. Một năm kiểm toán có lợi nhuận nữa là chúng ta cũng có đủ những cái tiêu chuẩn. Chúc mừng chúng ta một tràng tay, đây là hợp đồng rất lớn. Tức là gì ạ? Có dự án thương mại, tức là chúng ta đã thắng rồi. Chưa cần phải IPO, chỉ cần kết thúc 15 giai đoạn. Chỉ cần có dự án thương mại là chúng ta đã chúc mừng nhau, ăn mừng với nhau rồi. Chưa cần phải IPO quý vị ạ. Và đây chính là một trong những dự án giúp quý vị là thay đổi rất lớn. Và năm 2021-22 thôi quý vị sẽ thấy chúng ta như thế nào. Đấy, trước đây tất cả mọi quý vị đã thấy rồi ạ. Trồng một cái cây, nuôi một con, chúng ta cần một cái thời gian. Và khi con vật đó chưa lớn, cái cây chưa lớn thì mọi người có thể cười chúng ta, đúng không ạ? Có người cười chúng ta. Nhưng khi nó lớn, nó xuất rồi thì quý vị mới thấy chúng ta là ai. Có những người trồng, có những người làm nông nghiệp, có những người nuôi con, nuôi lợn thôi, họ cũng trở thành triệu phú mà. Đấy, thì bắt đầu là từ năm 2021-22 thì quý vị mới thấy chúng ta như thế nào. Trước đây là chúng ta cho họ nói thoải mái, được chưa? Và tôi thấy là năm 2020 là gần như báo chí người ta nói, mạng xã hội nói toàn về sờ gây rất là nhiều rồi. Và làm cũng rất là dễ. Từ năm 2021 này tôi nói quý vị là làm dễ lắm. Và còn nhiều cái kế hoạch khác nữa và nhiều hợp đồng khác nữa quý vị ạ. Đấy. Và rất nhiều quý vị gần đây là có một cái dự án là
người ta họ nêu một cái dự án ở Gia Lai ấy, thì cái dự án này có trị giá là khoảng 500 tỷ đô la. Tổng diện tích của cái dự án này nó rơi vào khoảng là 16,5 km vuông. À 26.000 km vuông Việt. Hà Nội chúng ta có 3.000 thôi. Mà tổng dự án này có là 26.000 km vuông. Tức là rất là lớn, cái dự án này rất lớn, trị giá 500 tỷ. Mà những cái phái đoàn chủ yếu là Ả Rập Saudi này, người ta đã từng đến thăm công ty. Và tìm, họ luôn luôn tìm ra một cái giải pháp để đưa các thành phố thông minh tại cái dự án này. Và chúng ta đã từng làm việc với các quốc gia như Ả Rập từ những cái năm 2014-15 rồi quý vị ạ. Và chúng ta cũng sẽ là một trong những công ty rất là xứng đáng để đưa vào cái công nghệ này. Tại sao? Quý vị đã thấy chúng ta, tôi nói ví dụ quý vị là có những công ty có cung cấp giải pháp về xe, nhưng họ lại không cung cấp về giải pháp về tòa nhà, thành phố thông minh và quy hoạch đô thị. Và có những công ty thì chuyên về quy hoạch đô thị, nhưng họ vẫn chưa có khái niệm là đường trên cao, mà họ chỉ có đường bằng đất thôi. Chính vì là những công ty đấy không đáp ứng được. Chúng ta vừa thiết kế nhà thông minh, vừa thiết kế đường. Và trong cái khu dự án này, quý vị đã thấy là cái giải pháp của người ta làm sẽ không có đường, không có đường cho xe đi. Trước đây chúng ta nói khái niệm thành phố mà không có đường thì gần như là chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhưng gần đây là Ả Rập người ta là có một cái phương án là sẽ không có đường, thì chạy bằng cái gì? Chỉ phải bằng là kết nối thôi ạ, từ tòa nọ đến tòa kia thôi ạ. Thì chúng ta đã có giải pháp của chúng ta là thành phố tôi tính từ năm 2014-15 làm việc Ả Rập rồi. Đấy. Thì gần đây quý vị sẽ thấy là báo chí người ta nói là Unica Sting Technology phát triển cung cấp một trong những lựa chọn lý tưởng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở thành phố tuyên tính, dự án đô thị tương tự. Tức là công ty này là một trong những công ty mà rất là xứng đáng đáp ứng cái tiêu chuẩn mà trong cái thành phố này đưa ra. Chúng ta có tòa nhà thông minh, xử lý nước thải, rồi hệ thống xung quanh như môi trường, rồi cây cối, tại thời điểm đó chúng ta cũng cung cấp giải pháp. Và giải pháp tòa nhà thành phố nọ đi đến thành phố kia chúng ta cũng có giải pháp. Các đơn vị khác thì người ta chỉ thiết kế một. Đấy, thì tôi hy vọng trong thời gian tới thì người ta sẽ bật mí nhiều hơn nữa. Và khi mà chúng ta lọt vào trong những cái dự án này rồi thì tôi nói với quý vị là đây là một trong những dự án rất lớn. Chúng ta làm vừa nhà, xây nhà, lại vừa xây giao thông, chứ không phải là làm một thôi ạ. Vừa làm nhà, vừa làm giao thông, như vậy là cái doanh thu của chúng ta rất là lớn. Chúc mừng tất cả quý vị ạ. Và một trong những chúng ta tiếp tục năm 2021 này chúng ta sẽ có một trong những dự án không thua kém gì một trong dự án là Gia Lai được. Đó là một trong những dự án là Centennial 2071 của một cái tham vọng của UEA cho đến năm 2071. Và chúng ta cũng đã được đưa vào cái danh sách của dự án này. Không phải tôi nói và công ty cũng chưa một lần nào công bố. Nhưng chính đối tác GTA cũng đã công bố chúng ta trong những cái đoạn video của người ta. Quý vị có thể lên kênh chính thức của GTA và quý vị xem những cái video này. Đây là một trong những dự án vô cùng tham vọng. Kế hoạch của họ là gần như 5 thập kỷ. Rất là lớn. Thì nó không, cái dự án này gần như là không thua kém dự án như vừa rồi đấy. Đấy. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều dự án nữa mà công ty người ta không tiện công bố. Thực sự tôi nói với quý vị là từ trước đến giờ quý vị đang xem các dự án đấy là cái dự án mà chúng ta lấy được từ trực tiếp từ đối tác. Công ty chưa một lần công bố trước đối tác. Và trừ khi đối tác công bố lộ hết thì chúng ta bắt đầu mới công bố. Và trong tuần lễ châu Âu ấy thì chúng ta cũng đã công bố một trong những hai dự án nhỏ nữa mà ít quý vị để ý. Đấy. Tức là trong năm 2021 này tôi nói với quý vị là bắt đầu dịch hay không dịch chúng ta sẽ bước chân ra thị trường. Xin chúc mừng tất cả quý vị ở đây. Chúng ta hiện tại bây giờ là vừa qua chúng ta chỉ hoãn được kế hoạch Vizup từ năm 2020. Thì chúng ta bây giờ cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch lớn. Đó là Expo năm 2021 vào tháng 10 sắp tới.
Và báo cáo quý vị là khi mà sản phẩm của chúng ta bắt đầu thương mại thì bắt đầu chúng ta xuất hiện cái token để cung cấp cho dự án đó. Token ở đây là chúng ta ra không phải là mục đích là chúng ta để kêu gọi vốn tự do mà chúng ta ra để phục vụ cho vấn đề là các dự án thương mại. Chính vì chúng ta nghiên cứu từ rất lâu rồi nhưng chúng ta chưa một lần đưa ra để bán. Tại sao? Bởi vì chúng ta chưa có dự án thương mại. Mà năm nay khi có dự án thương mại thì token này cũng ra. Và khi token ra thì tôi nói với quý vị là vấn đề là cổ phần của chúng ta sẽ khép dần dần lại. Và quý vị sẽ khó có cơ hội sẽ sở hữu. Khi mà token ra, dự án thương mại ra thì các giai đoạn người ta đóng lại thì quý vị không còn cơ hội mua cổ phần nữa, sở hữu cổ phần nữa. Mà quý vị, nhưng chúng ta sẽ có nguồn thu khác, đó là chúng ta sẽ được tài trợ trực tiếp vào từng các dự án. Đấy, thì token này bắt đầu là sẽ ra mắt trong thời gian tới rồi, gần thôi quý vị ạ. Và khi bắt đầu nó ra thì xin chúc mừng tất cả quý vị là các giai đoạn của chúng ta sẽ khép lại dần. Đấy, xin chúng ta chào vào tay ạ. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hiện tại bây giờ là trên thị trường cũng có rất là nhiều cái dự án, nhưng đối với dự án Segway bây giờ tôi thấy là rất đầy đủ, uy tín. Chúng ta có những cái vấn đề như sau. Thứ nhất, doanh nghiệp của chúng ta được định giá. Chúng ta hiện tại bây giờ đang được định giá 400 tỷ về mặt sở hữu trí tuệ. Và 400 tỷ đó được, cái sở hữu trí tuệ đó bắt đầu được làm vốn của công ty. Không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta phát hành cổ phần đâu, mà chúng ta định giá doanh nghiệp. Và doanh nghiệp có giá trị như nào và bắt đầu chúng ta phát hành lượng cổ phần tương ứng như vậy. Và đơn vị nào định giá thì chúng ta đã có những đơn vị là thẩm định quốc tế. Một trong những đơn vị thẩm định ở Nga đã định giá chúng ta từ năm 2013, quý vị ạ. Một cái nữa chúng ta cũng có, đó là IC. Hiện tại bây giờ cổ phần của chúng ta đã được cấp mã IC do tổ chức IC quốc tế người ta cấp cái mã này. Đấy, quý vị có thể thấy ạ. Và đặc biệt chúng ta kiểm toán hàng năm. Tôi nói quý vị là gì ạ? Rất hiếm các dự án mà quý vị đang biết, đang tham gia có được kiểm toán hàng năm. Tôi thường ngày nào cũng nhắc lại cái kiểm toán này. Bởi vì sao? Bởi vì mục doanh nghiệp, cổ phần, kiểm toán là bắt buộc. Phải có kiểm toán hàng năm thì cái thông số nó mới minh bạch. Và khi nào lên thị trường thì đó là cái thông số mà các nhà giao dịch người ta đáng tin cậy. Đối với doanh nghiệp mà không có kiểm toán hàng năm thì cái việc thu chi là nó không rõ ràng. Đấy, thì phải có kiểm toán hàng năm mới nói chuyện là IPO hay lên sàn. Và chúng ta đã có 5 năm kiểm toán, 2 năm kiểm toán quốc tế rồi quý vị ạ. Đấy. Hiện tại bây giờ tất cả những công ty về giao dịch tài chính của chúng ta đã được giám sát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Xin thông, quý vị sẽ thấy là gì ạ? Gần như các công ty ở ngoài, quý vị rất hiếm thấy một cơ quan tài chính nào đó giám sát và cấp phép. Nếu công ty Việt Nam thì quý vị chỉ thấy là gì ạ? Đăng ký của Sở Kế hoạch Đầu tư thôi. Công ty nước ngoài thì gần như không có. Đấy, rất hiếm. Nếu là công ty nào quý vị đã tìm được những cái vấn đề như này thì tôi nói quý vị là cũng đáng tin cậy đấy. Còn không có thì quý vị xem lại, nhất là kiểm toán. Đối mục doanh nghiệp cũng chào bán cổ phần hay là một doanh nghiệp mà chúng ta đang hướng tới BIPO, chúng ta bắt buộc phải có cái kiểm toán hàng năm để minh bạch những thông số đó. Bởi vì chúng ta là cổ đông công cộng, tất cả cổ đông công cộng này cần phải biết được là công ty thu gì, chi gì, hoạt động tài chính từ những sản phẩm gì và lợi nhuận bao nhiêu. Có những người nói với tôi là bảo công ty tôi là mới thành lập cho nên là chưa có kiểm toán. Nhưng tôi nói là gì ạ? Nếu mà công ty anh mới thành lập chưa có kiểm toán thì các anh đừng trả lãi. Tại sao? Khi có một hoạt động trả lãi lợi nhuận là ông đã bắt đầu là thu chi rồi. Phải có báo cáo thu chi sổ sách rồi. Đúng không ạ? Ông không có kiểm toán, ông không có báo cáo thu chi thì những cái lợi nhuận kia là những cái lợi nhuận không có thật. Tôi sợ rằng là đó là cái khoản tiền mà lấy từ người sau trả người trước. Và chúng ta cũng không cần phải việc mà người ta trả sớm cho mình làm gì cả, chỉ mong rằng người ta đã thật thôi. Đấy quý vị ạ, để tránh bẫy tài chính. Quý vị ạ, một cái công ty của chúng ta là hiện tại bây giờ cũng được nhiều bộ là người ta công nhận
giống như là Bộ Giao thông của Nga cũng đã công nhận chúng ta năm 2016. Rồi Bộ Giao thông của UEA cũng đã công nhận hợp tác với chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta cũng được sự hỗ trợ về mặt tinh thần và về mặt tài chính tại cái khu vực UEA. Đấy quý vị ạ. Tức là rất hiếm có cái công ty có những cái vấn đề này. Nếu một trong những, nếu ra ngoài quý vị có thấy công ty đó có kiểm toán quốc tế hàng năm là cho thấy cũng là minh bạch rồi. Đấy. Có giám sát của Ủy ban Tài chính cũng cho thấy minh bạch rồi. Hai cái này cũng rất cần thiết. Nếu không có hai cái này thì những công ty đó là tôi nói quý vị là rất dễ bị dính bẫy tài chính. Quý vị cần chú ý cho tôi những cái khoản như vậy. Làm về tài chính là phải có đơn vị giám sát tài chính giám sát. Bây giờ các nguồn thu nhập với Segway, khi quý vị là kết hợp với Segway thì quý vị có những khoản thu nhập như nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thu nhập hiện tại, đó là chương trình đối tác. Cái này cũng rất là hay. Chắc là quý vị đã cũng có thâm niên kinh nghiệm làm chương trình đối tác rồi. Tôi nói quý vị là rằng chúng ta chỉ cần một công ty có chương trình đối tác hoạt động lâu dài chúng ta mới kiếm được tiền. Hãy lựa chọn một cái công ty có chương trình đối tác lâu dài. 1-2 tháng không thể để làm cho quý vị là giàu có thành công được. Quý vị cần phải thời gian, ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm mới ổn định được quý vị. Và chúng ta xem bên một cái công việc. Đối với Segway thì chương trình đối tác của chúng tôi đã là hợp tác, chương trình đối tác là 4 năm nay rồi. Đấy. Và có những người có khoản thu nhập mà thụ động từ 4 năm nay rồi. Và nhiều anh em nói là hiện tại bây giờ trên thị trường rất là hiếm có những công ty mà tạo ra dòng thu nhập thụ động trong suốt 4 năm như vậy. Và chúng ta không chỉ mạnh 1 tháng, 2 tháng mà chúng ta mạnh nhiều năm. Chúc mừng chúng ta một trọng tài được không? Chúng ta kết hợp với Segway, chúng ta sẽ có một dòng thứ hai, đó là dòng cổ tức. Cổ tức sẽ có khi công ty bắt đầu xuất hiện những sản phẩm thương mại đầu tiên. Chưa có sản phẩm thương mại đầu tiên mà trả cổ tức thì là cổ tức ảo. Đúng không? Phải có sản phẩm xuất hàng, phải được báo cáo tài chính hàng năm thì cái dòng đây mới gọi là dòng cổ tức. Và dòng cổ tức cũng giúp quý vị là thu nhập thụ động được hàng năm. Nếu quý vị sở hữu được nhiều cổ phần thì tôi nghĩ là đây là một cái khoản cổ tức cũng rất là tốt. Đấy. Và trong năm 2021 này quý vị sẽ thấy là cái giá trị của Segway nó như nào và tại sao mình lại cần phải sở hữu được nhiều cổ phần như vậy. Dòng thứ ba chúng ta sẽ có đó là thu nhập từ vấn đề tăng trưởng cổ phần hàng năm. Khi bắt đầu sản phẩm của chúng ta thương mại ra ngoài thị trường thì quý vị sẽ thấy được gì ạ? Cái cổ phần bắt đầu của chúng ta mới có giá trị và giá trị của nó sẽ tăng trưởng hàng năm. Quý vị sẽ thấy là có những năm Tesla tăng trưởng 200 đô một năm. Hơn 200 đô một ngày. Quý vị thấy chưa? Có những sản phẩm tăng trưởng hơn 200 đô một ngày. Đấy. Thì khi mà sản phẩm của chúng ta ra ngoài thị trường, tôi nói quý vị là bắt đầu cái cổ phần chúng ta mới có giá trị. Và nếu chúng ta cung cấp cho thị trường những sản phẩm mà giá trị cần thiết cho thị trường, tôi nói quý vị là thậm chí một ngày tăng 1 đô hoặc 1 năm tăng 2-3 đô là bình thường. Đấy, thì quý vị có của 1 triệu cổ phần rồi quý vị thành tăng gấp đôi bình thường. Đấy, đấy là nguồn thu nhập thứ hai. Và nguồn thu nhập này tôi nói quý vị là nó sẽ giúp quý vị đột phá lên rất là lớn. Có những người, đấy tôi nói quý vị là một câu chuyện nữa, cũng là Elon Musk, 1 năm tăng 160 tỷ đô. Thì quý vị làm gì ra? Kinh doanh cái gì ra? Chỉ nắm giữ cổ phần thôi. Thì đây nó là dòng tiền đột phá. Đấy. Một nguồn thu nhập nữa, đó là quý vị sẽ có thu nhập từ các dự án. Khi bắt đầu chúng ta thương mại thì chúng ta có quyền được góp vốn vào từng dự án mà công ty đang triển khai. Nếu chúng ta góp vốn vào một dự án chúng ta có một nguồn thu, hai dự án chúng ta có hai nguồn thu, nhiều dự án chúng ta có nhiều nguồn thu ngoài các nguồn thu khác. Tức là chúng ta chỉ cần kết hợp với Segway thôi, chúng ta có rất nhiều cái nguồn thu khác nhau, chứ không phải làm nhiều việc mà có nhiều nguồn thu. Chỉ cần làm mỗi Segway và chúng ta sẽ có nhiều nguồn thu khác nhau. Chúc mừng tất cả quý vị ạ. Đấy, quý vị có thể chụp cái này và chia sẻ cũng được. Đấy, quý vị là để mà những cái doanh thu, những cái lợi nhuận của chúng ta mà chúng ta biết đấy là một lợi nhuận thật thì chúng ta xem quy trình của cái việc mà tài chính của doanh nghiệp. Đầu tiên các sản phẩm bán hàng,
các mặt hàng thì cần có phải doanh thu, được báo cáo doanh thu, rõ ràng báo cáo được doanh thu. Thứ hai, sau doanh thu là phải chi phí. Ví dụ chúng ta thu được hoặc bán cái group này bao nhiêu tiền thì chúng ta phải tổng kết là thu được bao nhiêu tiền, trừ chi phí nhân công, vật liệu, mọi thứ là chi phí là bao nhiêu, phải được báo cáo kiểm toán. Sau đó chúng ta mới tiếp tục là lợi nhuận công ty đã, lợi nhuận trước thuế rồi. Đấy. Sau đó người ta mới tính tiện được là năm nay trừ hết mọi chi phí thì chúng ta bắt đầu là cổ tức là bao nhiêu, hay cái lợi nhuận của cổ đông là bao nhiêu. Đấy, chúng ta tất cả những cái điều này chúng ta phải báo cáo bằng cái kiểm toán. Nói mồm thì không bao giờ IPO được, phải có sổ sách được ghi chép đàng hoàng thì chúng ta mới IPO được. Đúng quý vị ạ? Đấy, thì chính vậy là quý vị ra ngoài gặp những công ty nói mồm thì quý vị bắt người ta ngay, kiểm toán đâu? Đúng không? Đấy. Đấy thì ngày hôm nay chúng tôi nói với quý vị một số cái thông tin như vậy thôi. Chút nữa thì lên đây sẽ anh Hùng sẽ giao lưu với quý vị nhiều hơn. Thì xin kính chúc tất cả quý vị là một năm 2021 là sẽ có gặt hái nhiều thành công trong vấn đề là chương trình đối tác, sẽ sở hữu cho mình rất nhiều cổ phần. Và chúng ta sẽ thấy năm 2021, năm 2022 chúng ta là ai và mọi người mới biết được cái giá trị của chúng ta. Xin chúc mừng tất cả quý vị ở đây. Xin mời anh Hùng lên đây.